Xin chào các bác yêu lan. Hôm nay em lại có những giỏ lan có tại vườn để chia sẻ mọi người. Giỏ số 1 là một giỏ dáng hương tam bảo sắc nhau nhé. Chi chít thân, nhiều thân lắm. Đôi 4, 6, 8, 10, 12 thân. 12 thân. Giỏ đẹp với chứ các bác? Đẹp với chứ? Mã số 1 là 150.000 đồng các bác nhé. Dáng hương tam bảo sắc. Cái dòng tam bảo sắc này hoa thơm lắm các bác ạ. Hoa thơm ngát luôn. Mã số 2 này cũng giò tam bảo sắc này, giò này thì cây to hơn nhưng ít cây, đôi 4-5 cây thôi. Mã số 2 150.000 đồng, giá hơn tam bảo sắc. Tiếp theo em lên một số dòng châu nhé các bác nhá, đai châu rừng nhá. Dòng đai châu hoa chơi Tết nhá. Nghinh sân xuân ngọc điểm đấy. Đai châu nghinh sân ngọc điểm nó vẫn là một đấy các bạn. Nó kiểu mỗi vùng nó gọi một kiểu. Cái dòng đai châu này thì đa số là nó là hoa Tết các bạn. Giò này thì em chưa thấy hoa. Đang thấy 1 này. 2 3. Cây bé này thấy 3 bông rồi mà cây to chưa thấy ra. Cây to ấy mới gọi là sưng thôi. Mã số 3 nhá, đai châu rừng nhá. 500.000 đồng. Cây nó to đẹp nhỉ. Cây này nhiều cặp lá luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cây này 9 cặp lá các bác nhá. Cây to là 9 cặp lá. Cây bé này có 4 thôi. Mã số 3 500.000 đồng, đai châu rừng. Em lên một giò rất là VIP này. Giò này thì toàn là cặp thôi nhá, toàn là cây mẹ con. Cây này là cây mẹ con nhá, cây này cũng là cây mẹ con nhá. Lá chỉ thiên, bản lá thì to đây. Bản lá thì bằng 4 đầu ngón tay luôn các bác nhá. Đấy, lá dòng lá to luôn. Cây này thì em xem nó có lụ chưa. Cây này chưa từng có lụ các bác nhá, chưa từng có lụ nhá. Mã số 4 đai châu rừng, giỏ này thì quá chất. Giò này các bác nào lấy thì 700.000 đồng. Mã số 4 nhá, 700 nhá. Như này nhá. Toàn cây mẹ con thôi, 3 cặp nhá. Lấy 3 cặp mẹ con. Số 5 này. Một giò này thì cũng rất là VIP luôn. Giò này thì đang nhiều lụ rồi. Cây này 1 lụ, 2 lụ, 3 lụ, 3 lụ, 4 lụ, 5 lụ, 6 lụ, 7 lụ, 8 lụ, 8 lụ. Xem mấy cái bé có thể 9 lụ. Hiện tại giò này đang nhìn thấy 9 nụ các bác nhá. Một giò đai châu như này nhá, 9 nụ nhá, cây to đều đẹp nhá, đôi 4 6 cây nhá. 9 nụ. Giò này các bác nào lấy thì để rẻ cho các bác 700.000 đồng. 700 nhá. Giò này lá nó cũng có một tí lỗi. Lá gốc là cái lá này nó có một tí lỗi nhá. Là do va quẹt vào nhá các bác nhá. 700, đang có 9 nụ nhá. Mỏi quá. Rồi đang có 9 nụ, các bác về là chuẩn bị chơi hoa. Chắc tầm khoảng tháng 12 khoảng 20 quãng đấy là khéo là được chơi hoa đấy. Tiếp theo mà các bác đến một giò đai châu, đây là một giò. Một giò đai châu đỏ nhá. Đây là cây đỏ nhá. Cây trắng nhá. Đai châu trắng nhá. Cây trắng, cây đỏ, một cây trắng, một cây đỏ. Mã số 7 nhá. 500.000 đồng. Có một cây trắng và một cây đỏ, đai châu trắng và đai châu đỏ. Số 8 nhá, mời các bác đến một giò kiều vuông lộc bắc nhá. Kiều vuông giống nhá, 250.000 đồng.
rất nhiều thân. Và cái dòng kiều vuông thì ba miền là bác đều có thể chơi được hoa và nó rất là dễ thuần chủng luôn. Mã số 8 kiều vuông giống là 150.000 đồng. Mã số 9 là một giò kiều tím miền Trung, lá mít nhá coi nhá, lá nó rất là tròn này. Đây mầm gốc, cục này cũng nguyên bản coi nhá, cũng nguyên bản nhá, và đọ thêm một khúc gỗ đây và để vào chậu đây, 300.000 đồng. Mã số 10, mã số 11 là một giò ám cổ Vân Giang. Mã số 11 ám cổ Vân Giang đôi 4, 6, 7 thân. Ám cổ Vân Giang 150.000 đồng cho mã số 11 ám cổ Vân Giang. Mã số 12 nhá, một giò kiều một giò đùi gà chi chít thân như này nhá, ghép 4 chung quanh nhá coi nhá. Ghép 4 chung quanh như này nhá. Như này coi nhá. Mã số 12 500.000 đồng. Đùi gà tròn. Đùi gà tròn Lai Châu mã số 12 500.000 đồng. Mã số 13 là một giò chồn Lai Châu có 4 cây như này. Chồn Lai Châu 220.000 đồng cho mã số 13. Mười bốn các bác nhá, là một giò trầm trắng nhiều thân như này nhá, giò này rất nhiều thân. Mã số 14 trầm trắng 200.000 đồng. 15 là một giò sơn thủy tiên hồng đen như này nhá, nguyên một dải như này, sơn thủy tiên hồng đen 400.000 đồng. Giò này thì mua giống nó rất là đắt rồi. Mười sáu là một giò cáo Lai Châu nhá, có hai cây như này. Mã số 16 200.000 đồng cáo Lai Châu. Mã số 17 nhá, kiều vuông rừng nhá. Mã số 17 kiều vuông rừng, một giò kiều vuông như thế này, 250.000 đồng cho mã số 17. Mười tám nhá, một giò năm canh trăng HO, năm canh trăng HO một giò 10 thân như này, chi chi thân nhá, 500.000 đồng cho mã số 18. Mã số 19 nhá, một trụ tam bảo sắc, cái cây lẩy lá ngắn chưa này, ngắn tún này, đấy các bác xem lá nó rất là ngắn luôn, có hai cây lá ngắn như thế này nhá. Mã số 19 một trụ này tam bảo sắc đẹp như này, 550.000 đồng cho mã số 19. Mã số 20 là một giò đen dô trắng nhá, đen dô trắng như tuyết ấy, trắng ruby nhá, đôi 4, 6 thân, thân này nó mất ngọn tí, 250.000 đồng cho mã số 20. 21 là một giò hạc vĩ này Lai Châu nhá, một giò hạc vĩ Lai Châu này, hoa ở đây quá, hoa bói đây. Mã số 21 220.000 đồng. Vâng, giờ làm vừa rồi đã kết thúc video nhà hôm ngày hôm nay. Cảm ơn thầy giáo video.